Bây giờ mình giảm nó đắt gấp 3 lần cơ mà. Hoặc là tao mua đồi khác ở ở bên ngoài đường dễ đi hơn. Đấy, mua đồi khác đẹp tít ngoài đường như kìa. Đồi nhà phải lắp cam ấy, cam PTZ. Ở xa này chỉ có PTZ thôi. Tao lắp bên là quỷ có một ao cá. Đấy, định lắp một cái trên bể kia kìa. Nó sẽ hút khu này. Khu này ở dưới này có thủy điện rồi. Rồi xin cho phép xong đi. À, chú làm thủy điện nhá. Đấy, thủy điện ngăn đập đằng này. Thủy điện thì lấy đâu ra nước? Đây, suối đấy. Hai mấy con suối này. Nó có chảy suốt ngày không? Chảy suốt ngày. Cái thủy điện nhỏ làm đủ điện sinh hoạt. Con chạy máy phải chạy điện lưới. Là chú lấy nước từ cái suối ở bên kia ra chú? Ừ, vòng về đây á? Đấy, vòng về đằng kia này. Suối này nó vẫn bắt nguồn từ sông, chảy ra sông chỗ Lạc Sơn. Này phải kia một cái, đây một cái, trên kia một cái. Ba cái, ba cái. Không, nó còn phía bên kia. Phía bên kia là chính nhà mình đấy. Khu chuồng trại phía bên kia, bên này khu chuồng trại bên này. Đấy, sắp thuê xây chuồng. Đây, đây đang xây đấy. Chuồng trại bên này có hai chuồng, bên kia ba chuồng. Bên này hai chuồng, bên kia có 400 mét. Gần... Gọi là lắp cam ở trên này chỉ để... Lắp cam ở trên này để theo dõi những cái đồi, vâng. Khu đồi trên này, theo dõi các cái... Còn trong chuồng nếu mà lắp là vẫn phải lắp riêng cam. Có. Cam lắp riêng cam thường kia thôi. Gần trên này phải lắp cam quay. Cam đây là định lắp ba vị trí cam quay, một cái ở trên đồi bên kia kìa. Cam như kiểu cam giao thông ấy, sang bên này một cái ở bên này quay sang bên kia, còn cái kia quay xuống bên này, một cái nữa quay sang phía đồi bên kia. Một này, một này, hai này, quay được liên tục liên tục nhưng mà nó chỉ được một vế, còn nó chắn đồi thì quay làm sao được. Vâng, nhưng mà hai gọi là hai thằng nó cũng quay xen kẽ nhau ấy. Ừ. Ví dụ tôi quay chỗ mặt đằng đây, tôi quay mặt trên đằng kia. Ừ. Thì đằng kia nó lại quay vào cái sườn bên. Đúng này rồi. Ví dụ như cái kia thì theo dõi được khu bên này, và khu hết bên này. Bên này còn nhà thằng này này theo dõi bên kia. Còn thằng này 5H này mình có bán. Đấy. Ở đây á chú, ngay đây á. Đây, chỗ xanh xanh này. Chưa bán. Ôi xa, ôi, nó làm trò, mua đất khác đổi nó cũng nghe. Và mua đồi nó cũng bán. Còn thôi được rồi. Thế nên may lại mua được nhà bên kia. Nhà cây xanh xanh như kìa. Xanh nhà nó kẹp giữa. Là bây giờ, đấy, đang cắt hết đường đi nhỉ. Mai kia mình làm cái hàng rào kia, rào thẳng kia. Kia hàng rào kia chạy thẳng lên vòng lên. Có tiền khác ngay chưa nhỉ? Khoanh hết lại còn đâu vào. Mày muốn làm gì làm, tao không cho mày khoanh. Còn mối mà mảnh nhỏ nhỏ này quay. Còn mối mảnh nhỏ nhỏ đây chú. Chú cô lập. Mình giảm nó đắt gấp 3 lần cơ mà. Hoặc là tao mua đồi khác ở bên ngoài đường dễ đi hơn. Đấy, mua đồi khác đẹp tít ngoài đường như kìa. Bản ở đây là chú muốn quy hoạch một thế, chứ bây giờ nếu mà ở đây nó... Có chỗ này có đâu 5H rồi. Cái trạm mình ở đâu nhỉ nhỉ? Alo. Kìa. Chỗ đằng kia kìa. Cột kia kìa. Cái kìa, cái cột xóm đồi kìa. Trong mơ mắt. À vâng. Rồi. Nhìn thấy không kia kìa. Đây. Vâng vâng. Vâng. Đâu nhỉ, đợt trước kia cột xuống đồi kia. Kia. Được. Kia góc đồi Nhân Đức. Đây thẳng cái bể thẳng sang đấy. Cái đợt góc bể này thẳng sang đấy. Đỏ đỏ đấy. À kia đúng rồi. Đấy. Quay về bên này. Nói chung là nó sẽ không được đầy sóng nhưng mà nó vẫn gọi là bắt được một ít. Còn hơn. Ôi anh chọc cái dây lên lên.